Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Kênh Review. Thấu hiểu được cái nỗi đau của chị em trong ngày Tết này, phải rửa chén rất là cực. Mỗi lần mà về quê rồi thăm gia đình dòng họ, sau đó rồi ăn uống xong rồi rửa chén rất là cực luôn. Thì Kiên order về một cái máy, cái này có tên là máy rửa chén siêu âm. Ok, bây giờ Kiên sẽ khui hộp hàng này ra và review cho các bạn xem là cái máy rửa chén này nó xịn không nha. Ok, đây các bạn, sản phẩm này Kiên mua với giá là 241.000. Kiên xin phép được che luôn cả tên sản phẩm nha, tại vì thật sự thì Kiên vẫn còn bán tín bán nghi về cái sản phẩm này lắm. Kiên mua trên Shopee. Ok, Kiên không muốn nếu mà nó dở thì các shop khác nó bị ảnh hưởng á. Rồi, ok. Đó, đây nè, thấy chưa? Khui ra. Đó. Cái này được giới thiệu là có thể bỏ vào cả được cái thùng để giặt này các bạn. Sao nó nhỏ thế nhỉ? Nhỏ hơn so với tưởng tượng khá là nhiều. Thì nói chung là cái máy này xài đơn giản các bạn. Đây nè, cắm vào cục sạc 5V nè, công suất là 6W. Đó, cũng không có gì đặc biệt trong đây cả. Đó. Đầu USB này. Và dưới này là ba cái miếng hút này, để các bạn đây nè, bỏ xuống này, bỏ xuống dưới cái thau hay là cái bồn rửa này, nó bám vào luôn này. Đó, đấy, nó xoay đây. Rồi, bây giờ Kiên sẽ mang đi Kiên rửa chén thử xem nha. Bây giờ Kiên sẽ bỏ nó vào cái bồn rửa bát này nha. Đó, bây giờ thì cái đống chén bát này, và thực tế thì không phải là đống chén bát ăn rồi đâu, mà Kiên bỏ dầu ăn, tương ớt với lại nước tương lên á, cho nó giống cái chén bát ăn á. Thực ra thì nó cũng khá là giống. Đây nè, nó bám này, nhầy nhầy ở trên này. Đó. Bây giờ Kiên bỏ vô. Ok, xả đầy nước lên. Tiếp theo là bỏ nước rửa chén vô. Đây, Kiên dùng một cái cục sạc Samsung thôi. Kiên cắm vô. Đó, nó đang xoay kìa. Xoay nó cũng khá là ồn luôn. Và cái cảm giác là nó không ăn thua lắm các bạn ơi. Nó chỉ quay một đám nhỏ đằng kia thôi. Kiên cố bỏ gần những cái bát này lại gần nó xem coi. Các bạn thấy không? Nó xoay xong bây giờ là nó rung kìa. Đó. Rung cảm giác nè. Lượn trên mặt nước con nè. Đó, bây giờ nó không xoay nữa mà nó rung. Hèn gì sản phẩm này được gọi là máy rửa chén siêu âm. Thì ra là nó rung như thế này đây.